Hello, xin đi chào anh chị và các bạn. Đối với Sài Gòn thì anh chị các bạn cũng biết có rất là nhiều cái bến xe như là bến xe miền Tây, ngày xưa gọi là xe cảng miền Tây đó anh chị, trên con đường Lục Thịnh, bến xe miền Đông, bến xe An Sương, bến xe quận 8 và rất là nhiều bến xe. Và hôm nay thì Sunny đang ở bến xe miền Đông. Đối với bến xe miền Đông, xa cảng miền Đông đó, thì ngày xưa nó nằm trên con đường Lê Trúc Ký, trước năm 1975, trên con đường Lê Trúc Ký, nay là con đường Lê Hồng Phong, quận 10. Nhưng mà kể từ ngày năm 1985 thì bến xe miền Đông dời ra cái khu vực Bình Thạnh, nó gần cầu Bình Triệu. Và hôm nay Sunny cũng rất là vui đã có mặt tại bến xe miền Đông để quay gửi anh chị một số cái hình ảnh bến xe miền Đông này, những chuyến xe đưa những đoàn người về quê. Đối với bến xe miền Đông thì có những cái chuyến đi miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Đông. Rồi bây giờ thì Sunny ngồi đây uống nước và cũng tính tiền rồi, bây giờ cũng mời anh chị đi lang thang ha, nhìn lại cái hình ảnh đôi khi những chuyến xe cũng gợi nhớ một cái phần nào, và anh chị cũng có kỷ niệm trên những chuyến xe về quê. Rồi chúng ta cùng đi nha. Đây là con đường Đinh Bộ Lĩnh đổ từ cầu Bình Triệu, đổ về từ cái hướng Thủ Đức đó anh chị. Bây giờ chúng ta lẩn thẩn đi lang thang vào cái khu vực bến xe, cái phòng bán vé để coi mọi người mua vé về quê như thế nào. Bây giờ thì khoảng là 13 giờ. Đó, ngày xưa thì có kỷ niệm, Sunny cũng thường ra đây đón những chuyến xe để về Vũng Tàu. Bây giờ bến xe nhiều lắm anh chị, những cái nhà xe họ mở, họ thuê đất họ mở, có những cái bến riêng của riêng họ. Ví dụ bây giờ về Vũng Tàu thì Sunny không có ra đây, Sunny có thể ra bến xe miền Tây nè, đi về Vũng Tàu hoặc là ra Bến Thành để về thôi, chứ không có đi ra cái khu vực này. Có rất là nhiều hãng xe. Bây giờ thì đối với Sài Gòn bây giờ nó có những cái chuyến xe gọi là limousine. Limousine là giống như là VIP. Nó có ghế massage và những chuyến xe giường nằm. Đây là đi Buôn Mê Thuột nè, Chính Nghĩa, có thể là đi những cái tỉnh Tây Nguyên. Đây bây giờ mình sẽ vào cái cổng, cổng nào đây, khu vực bán bánh, bán quà, đồ chơi. Giờ mình vào cổng A đi. Thì bây giờ bên xe anh chị thấy ha, trước thì có những cái bán, những cái điểm bán thức ăn. Rồi bán cà phê. Lên trên đây coi, trong đây có một căng tin và một cái siêu thị nho nhỏ. Nhìn cái bến xe miền Đông có vẻ to hơn bến xe miền Tây rồi. Nhà vệ sinh, khăn lạnh, trò chơi, game đẩy vào. Trong đây có một cái khu vực trò chơi thôi. Đây bán thức ăn, đây khu vực trò chơi ẩm thực vân vân. Đây khu vực
ăn uống. Đó, chắc mình đi ra quanh quanh ở trên lầu còn dưới đất như thế nào đây. Đây ở dưới là cái phòng chờ đợi mua vé. Đây là cái phòng bán vé anh chị. À, rất là nhiều chuyến từng quầy với Hà Nội, Hải Phòng, Bình Phương, Bình Tâm, Quảng Ngãi, Bảo Lãng, Phan Rang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Hồng, vân vân, Phương Trang. Rất là dài. Đối với bến xe miền Đông này nó có hai cửa, một cửa ở Đinh Bộ Lĩnh và một cửa ở quốc lộ 13. Pleiku, cốt yếu là những tỉnh, những huyện ở Tây Nguyên, miền Trung Nam Bộ và miền Bắc. Đây nó có một cái Losteria, cà phê Monaco, vân vân. Bến xe miền Đông rất là dài, một cái nhà ga rất là dài. Và cái khu này là khu người ta nghỉ ngơi, có bán nước. Bây giờ mình sẽ men vào cái khu vực bến xe để coi những cái dòng xe đậu tấp nập như thế nào. Đây cái chỗ đến sau khi một cái hành trình thật dài, này là điểm đến. Giờ mình vào cái khu vực này ha. Xa xa thì nhà vệ sinh. Cái đường để khách đi vào, để mình thử đi vào coi. Dẫn anh chị đi vào máy bên trong nha. Đây là những chuyến xe, rất là nhiều chuyến xe đi các tỉnh khác nhau, đậu dài dài như thế này nè. Đi Vũng Tàu đây. Giờ mình đi ra dọc ra phía sau. Rồi cái hướng này thì mình sẽ đi dài ra bên quốc lộ 13, cái cổng mé bên kia. Tấp nập những chuyến xe. Nhìn thấy cái cảnh này anh chị có cái kỷ niệm gì hay không? Ngày xưa khi mỗi lần lên đây đi học anh chị cũng muốn về Vũng Tàu nhưng mà đâu có thể nào về được. Thì mình cứ lâu lâu thì mình nhìn thấy chiếc xe về Vũng Tàu giống như nhắn gửi lời yêu thương vậy đó. Không biết là anh chị có đã từng giống như Sunny hay không. Bến xe miền Đông theo nhận xét của riêng Sunny thì xe cũng có vẻ tấp nập hơn nhiều. Những cái xe này đang gặp đợi tài để đi. Ôi nhiều cái huyện, nhiều cái tỉnh lạ lắm anh chị. Tên không biết nữa.
len qua má bên đây để đi qua hướng. Đây hàng xe cứ đi đi dọc dọc để tham quan thôi. Những chiếc xe chở hàng. Đây những cái điểm bên phải là quán cà phê lấy hàng chở hàng. Đó hôm nay Toàn Thắng là đi về Vũng Tàu đó. Buôn Hồ để khu vực là khu Mỹ Thuật, Phước An. À, xin lỗi anh chị, cái này nó không có focus vào một cái xe nào hết anh chị. Thấy mình đã thấy quang cảnh thôi nha anh chị ha, để mình cập nhật thôi. Phải ở bên đây nè, thôi nhiều. Nhiều vô cùng luôn. Bên kia nữa. Đây những chiếc xe chở hàng, người ta vào người ta giao hàng nè, rồi chất lên dưới gầm xe thế là đi thôi, đi về tỉnh Huế, khu vực này Huế, Thừa Thiên Huế. Quy Nhơn, khu vực ngoài miền Trung. Má bên kia là Tây Nguyên, bên đây là Quy Nhơn, Huế, Quảng Ngãi. Xin chào. Đó, chở hàng là chất lên nè. Vài hình ảnh thì gửi anh chị và các bạn để cập nhật cái bến xe ngày hôm nay nó nhộn nhịp như thế nào, những chuyến xe xuôi ngược về các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông, miền Trung. Rồi. Cái khúc kia là cái cửa bên quốc lộ 13. Xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny. Anh chị khỏe nha. Vài hình ảnh để cập nhật cho anh chị. Rồi, bye bye anh chị. Hẹn gặp lại. Bye bye.